Xin được kính chào các bạn khán giả của Tết Trần TV. Hôm nay ngày mùng 3 tháng 9, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã có buổi tập tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đây là buổi tập đầu tiên được phép tác nghiệp sau khi đội tuyển chúng ta hội quân vào đầu tháng 9. Và chúng ta hãy cùng xem là trong một buổi tập mà trời mưa khá nặng hạt thì đội tuyển của chúng ta tập luyện như thế nào, khi mà huấn luyện viên Philippe Chu Dê đã trộn lẫn đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam vào với nhau. Buổi tập của đội tuyển Việt Nam được bắt đầu vào lúc khoảng 16 giờ. Nhưng mà đây là khoảng thời gian mà chúng tôi đến lúc 17:30 và các phóng viên đến đây cũng không thực sự quá nhiều như hình dung của tôi khi mà đến đây, bởi vì ngày hôm nay là ngày nghỉ lễ, vẫn đang trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chính vì thế mà lác đác các phóng viên có mặt đây. Hôm nay thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cử ra hai gương mặt đại diện, đó là Văn Hào và Tấn Tài trả lời phỏng vấn. Bên cạnh đó U23 cũng có cầu thủ ra trả lời phỏng vấn. Về cơ bản thì họ cũng đều tỏ rõ cái thái độ quyết tâm và đặc biệt là mong muốn có được một cái vị trí tại đội tuyển cũng như là tại U23 để sẵn sàng cho cái chiến dịch sắp tới. Đây là những chia sẻ của Văn Hào, người đã từng vượt qua chấn thương mà phải đóng 6 cái đinh vào chân và tưởng chừng như phải từ giã sự nghiệp, thì Văn Hào cũng đã có mặt trên đội tuyển. Đây là một cái vinh dự rất là lớn và đặc biệt là một câu chuyện thực sự cảm xúc đối với riêng cá nhân cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Viettel, người đã khiến cho huấn luyện viên Philippe Chu Dê thực sự ấn tượng. Và rõ ràng khi mà biết được câu chuyện của Văn Hào nữa thì chắc chắn là nhiều bạn cũng sẽ nể phục với chàng trai này, một cầu thủ có một ý chí rất tốt, một ý chí rất tuyệt vời. Và rõ ràng là việc được gọi đội tuyển Việt Nam là một cái thành quả thực sự nỗ lực rất xứng đáng sau những cái công hiến, những cái đau đớn mà anh đã trải qua. Và chiếc áo anh đang mặc thực sự là một trong những điều vinh dự đối với cá nhân của bất cứ cầu thủ nào. Ngày hôm nay thì các bạn thấy là đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển U23 sẽ tập trung một sân, chính vì thế mà họ di chuyển ra các bạn thấy rất đông. Ước tính phải đến gần 50 cầu thủ được tập luyện vào khoảng thời gian này. Rất đông. Đằng sau lưng các bạn có nhận ra ai không ạ? Rất nhiều cầu thủ đúng không ạ? Đội tuyển Việt Nam của chúng ta hội quân từ ngày 1 tháng 9 rồi. Và cho đến ngày hôm nay là đây sẽ là buổi tập thứ 3 rồi. Ngày 1 tháng 9 sau khi hội quân vào khoảng buổi chiều lúc 18 giờ thì đội cũng đã có buổi tập vào lúc 20:30. Nhưng mà buổi tập đó là buổi tập đầu tiên và chúng ta không phải tác nghiệp. Buổi tập ngày thứ hai diễn ra vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 diễn ra vào khung 17 giờ và chúng ta cũng không được phép tác nghiệp. Trong khi đó vào buổi tập ngày hôm nay là buổi tập mà chúng ta sẽ được tác nghiệp vào khoảng 20-25 phút đầu tiên của buổi tập. Sẽ là cơ hội để chúng ta xem là sự hòa nhập của các cầu thủ cho đến thời điểm này dưới thời huấn luyện viên Philippe Chu Dê là như thế nào rồi. Đặc biệt là các bạn thấy là cách huấn luyện của Chu Dê nó khác hoàn toàn so với thời huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như là so với rất nhiều những người đã từng làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam trước đây. Và đây sẽ là một cái sự bỡ ngỡ, thậm chí với các phóng viên như chúng tôi đây thì cái việc tác nghiệp dưới thời huấn luyện viên Philippe Chu Dê cũng là một điều thực sự ngỡ ngàng. Sắp tới thì chúng ta sẽ được chứng kiến cách vận hành chiến thuật của huấn luyện viên Philippe Chu Dê ở hai cấp độ, đó là cấp độ U23 với giải đấu là vòng loại U23 châu Á diễn ra tại Phú Thọ. Chúng ta sẽ phải gặp ba đối thủ, đó là Yemen, Singapore và Guam. Trong khi đó thì tại cấp độ đội tuyển thì chúng ta sẽ gặp Palestine vào ngày 1 tháng 9 trong dịp FIFA Days. Đây là nhóm các thủ môn, trong đó có Văn Lâm là người có lẽ là nhiều người biết nhất. Sau đó có một số cầu thủ U23 và có các thủ môn được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam lúc này. Rõ ràng là Văn Lâm lúc này đang là một trong những đề tài được bàn tán khi mà thủ môn Philip Nguyễn cũng đang trong quá trình nhập tịch. Và nếu như trở thành cầu thủ có quốc tịch Việt Nam thì chắc chắn là huấn luyện viên Philippe Chu Dê sẽ quan sát Philip Nguyễn một cách nhiều hơn. Và không loại trừ khả năng Philip Nguyễn sẽ cùng Đặng Văn Lâm trở thành hai thủ môn hay nhất của đội tuyển Việt Nam. Đẳng cấp của Philip Nguyễn thì mình nghĩ rằng là cũng khó để chúng ta phủ nhận rồi. Anh đã thể hiện được cái năng lực của mình, đặc biệt là đã từng được gọi lên đội tuyển Cộng hòa Séc để tham dự một số những trận đấu nhưng không được bắt. Và rõ ràng đây cũng là một cái điều khá may mắn khi mà nếu như chỉ cần bắt một trận đấu trong màu áo của đội tuyển Cộng hòa Séc thôi thì chúng ta sẽ không có được cơ hội được chứng kiến Philip Nguyễn khoác áo của đội tuyển Việt Nam. Quay trở lại buổi tập ngày hôm nay, các bạn thấy là nhóm thủ môn tập riêng rồi. Còn đây là cái buổi tập mà diễn ra trên sân tập Myanmar. Các bạn thấy là rất đông
các cầu thủ và theo quan sát của mình được chia làm 5 nhóm và các màu áo bib khác nhau. Chúng ta sẽ quan sát một chút kỹ càng hơn. Đây là nhóm áo vàng, phần lớn là cầu thủ U23, trong đó có Phan Tuấn Tài, có cả Tiến Long. Đây là nhóm cầu thủ có thể sẽ tập trung để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại U23 châu Á. Có Văn Tùng, có cả Thành Nhân. Họ đang tập những bài tập khởi động rất kỹ càng. Huấn luyện viên Philippe Chuze lúc này cũng đang đau đầu trong bài toán hàng tiền đạo, khi mà các tiền đạo nội của chúng ta đang gặp những vấn đề liên quan đến hiệu suất dứt điểm, hiệu suất ghi bàn. Đúng ra là như thế. Như các bạn đã biết thì ở V-League thì cơ hội chơi trên hàng công được trao cho các ngoại binh. Chính vì thế mà các tiền đạo của chúng ta lúc này cũng đang rất khó có thể cạnh tranh được vị trí. Đây là nhóm cao thủ U23, trong đó có Lương Duy Cương, Võ Ngân Hàng là những người mình nhận ra. Như vậy là nhóm áo vàng và nhóm áo xanh nõn chuối là nhóm U23. Ở đây là nhóm mặc áo xanh nước biển, xanh da trời. Chúng ta thấy có Hồ Tấn Tài, có Hùng Dũng, có Bùi Hoàng Việt Anh, có Bùi Tiến Dũng, có Hoàng Đức, có Văn Quyết. Vừa rồi thì Hoàng Đức cũng đã nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023. Và trong khi đó thì Văn Quyết cũng đã đề tài gây ra nhiều tranh cãi khi mà anh đã là cầu thủ nội có hiệu suất rất là tốt khi mà có 9 kiến tạo và 9 bàn thắng, tuy nhiên lại bị treo rò nhiều trận. Chính vì thế mà Văn Quyết không nằm trong danh sách đề cử. Nhóm áo cam tôi quan sát thấy có Đức Chiến, có Duy Mạnh, có Quế Ngọc Hải, rồi có Đinh Thanh Bình, chứ các bạn là Nguyễn Thanh Bình. Đây là nhóm có cả Tuấn Anh nữa. Rất đông. Thật sự là rất đông. Và để thực sự tập luyện trên cùng mặt sân thì là một cái bài toán mà huấn luyện viên Philippe Chuze phải giải. Hữu Sơn, Quang Hải đây rồi. Chưa bao giờ tôi chứng kiến gọi là dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuze mà cái cách tập luyện nó đông đảo như thế này. Không biết là với các cầu thủ thì họ đã quen được cái cách tập luyện như thế này chưa. Nhưng mà chúng ta đã trải qua đến lần hội quân thứ hai rồi. Thì hy vọng rằng là dưới thời huấn luyện viên Philippe Chuze các cầu thủ cũng quen dần hơn. Số lượng trợ lý để hỗ trợ cho buổi tập này cũng rất đông. Và tập hợp vào thì các bạn thấy là lực lượng trên sân mặt sân lúc này cũng phải lên đến con số gần 70 người. Rất là đông. Nhiều cái tên lạ đã được góp mặt trong thành phần của đội tuyển, cũng như là kể cả các trợ lý nữa. Đây là Tiến Linh, người cũng đang khiến cho người hâm mộ cũng như là giới chuyên môn đặt dấu hỏi về tương lai, khi mà anh cũng vừa kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Tuy nhiên BKMX Bình Dương lúc này thì đang đầu tư rất nhiều, đặc biệt là khi có những tin đồn liên quan đến Hải Huy, cũng như là Quế Hồng Hải đã chính thức về với Bình Dương. Ngoài ra thì trung vệ Minh Tùng, rồi một số những hợp đồng khác ngoại binh nữa cũng đã được đội bóng đất thủ mang về. Bình Dương là một trong những thế lực của bóng đá Việt Nam cách đây 7 năm. Họ đã không ngại chi và mang về những cái danh hiệu. Thời có cả Huỳnh Kesley, rồi rất nhiều những cầu thủ. Bình Dương là một trong những đội bóng mà không thiếu tiền, nhưng họ cũng thích đầu tư hay không mà thôi. Bây giờ là lúc mà chúng ta quay trở lại với buổi tập. Lúc này thì các cầu thủ chia làm các nhóm và di chuyển trong sân, sau đó sẽ tập bài tập chuyền bóng ở trong các cái cự ly, trong các cái vị trí. Với nhiều người còn lạ lẫm, nhưng mà với mình thì thực sự mình không hề lạ lẫm với cách tập này. Đây là bài tập mà huấn luyện viên Philippe Chuze đã yêu cầu các cầu thủ tập luyện cho đến khi mà quen như lòng bàn tay thì thôi. Xem thì có thể hơi nhàm chán, nhưng mà các bạn nếu như quan sát kỹ, các bạn sẽ thấy được là cầu thủ nào tập tốt, cầu thủ nào mà còn bỡ ngỡ. Đấy, đây là Hùng Dũng. Hôm nay thì trời đang đổ một cơn mưa rào khá là to. Huấn luyện viên Philippe Chuze đang cần rất nhiều các trợ lý để hỗ trợ. Lúc này thì nhóm không áo bib đang đứng ở ngoài chờ đợi. Đây là nhóm có sự trộn lẫn của cả các tuyển thủ và cả các cầu thủ U23 nữa. Đây là Đinh Thanh Bình, cầu thủ mang áo số 34. Một số cầu thủ đang trong diện khoác áo U23. Với huấn luyện viên Philippe Chuze, do ông không muốn bỏ sót bất cứ tài năng nào của bóng đá Việt Nam, chính vì ông triệu tập lên rất nhiều
kể cả cầu thủ hạng nhất, hạng nhì và cầu thủ ít được thi đấu ở trong lứa đợt trẻ của các đội bóng, để cho các cầu thủ có cơ hội được va chạm và để cho ông quan sát kỹ năng lực, không bỏ sót bất cứ một cầu thủ nào. Đây là cách làm riêng biệt mà huấn luyện viên Philippe Chuillier vẫn làm. Đây là nhóm áo cam, trong đó có Hải Quế, Quang Hải, Tiến Linh. Họ đang chuyền bóng cho nhau. Chúng ta chỉ quan sát bóng rồi chúng ta sẽ thấy dễ quan sát hơn. Triệu Việt Hưng, Tuấn Hải, Duy Mạnh. Chứ nếu mà chúng ta quan sát con người thì chúng ta sẽ rất chóng mặt. Chính vì thế là lúc này mình đang khuyên các bạn là cùng quan sát bóng, mình đang theo quả bóng. Đây là nhóm áo xanh, Quất Văn Khang, Lương Duy Cương, nhóm cầu thủ U23 Việt Nam. Họ đang chuyền bóng cho nhau. Đây là nhóm mà vừa rồi cũng có cơ hội tham dự U23 Đông Nam Á và đã giành chức vô địch. Đó có sự có mặt của Lương Duy Cương, Quất Văn Khang, Thái Sơn cũng trong nhóm này. Đây, vừa chuyền bóng, cũng là cầu thủ mà vừa được giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2023. Đây là tương lai của bóng đá Việt Nam. Đây là nhóm áo xanh nước biển có sự có mặt của Văn Quyết, đang mang trên mình chiếc áo số 10. Như vậy là theo quan sát của mình thì không có thấy có Văn Hậu đâu. Văn Hậu, theo tin mình nắm được là Văn Hậu đã, sau khi hội quân đã gặp một chấn thương, được kiểm tra thì chấn thương xuất phát từ đợt thi đấu cho câu lạc bộ của Hà Nội. Chính vì thế mà lúc này thì không thấy Văn Hậu có mặt trên sân. Như vậy là theo bản danh sách huấn luyện viên Philippe Chuillier triệu tập thì có sự vắng mặt của Văn Hậu, có sự vắng mặt của Công Phượng và Văn Toàn nữa. Rõ ràng lúc này thì các cầu thủ của chúng ta đang tập luyện ở trong điều kiện thời tiết mưa rào khá nặng hạt. Thời tiết lúc này của Hà Nội vào khoảng 30 độ C, trời đang là mùa thu, rất đẹp. Thực ra thời tiết mưa như này thì không hề khiến cho buổi tập gặp nhiều vấn đề. Văn Hậu bị đau gót chân phải, bị đau gót chân phải tiêm và phải chờ để tập luyện và phục hồi sau khi mùa giải kết thúc. Nói chung là chấn thương là một điều khó tránh khỏi trong bóng đá. Thực ra là Văn Hậu cũng đã khẳng định được cái năng lực của mình, nhưng mình nghĩ rằng là huấn luyện viên Philippe Chuillier cũng rất cần Văn Hậu để ghép vào một cái đội hình sẵn sàng cho các cái trận đấu giao hữu. Trong tháng 10 chúng ta sẽ còn những trận đấu rất quan trọng, đặc biệt là trận đấu với Hàn Quốc, diễn ra tại Hàn Quốc. Và theo thông tin mình nắm được thì từ giờ đến khoảng tháng 11 thì tất cả cầu thủ gọi lên, chưa cầu thủ nào chắc suất cả. Và cho đến tháng 11 thì huấn luyện viên Philippe Chuillier mới định hình được cái đội hình mà ông nghĩ rằng đó là bộ khung. Và tháng 11 sẽ là tháng mà chúng ta sẽ nhìn ra được kỹ nhất ai sẽ là những cầu thủ mà có cơ hội được thi đấu tại các trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2026. Như vậy là theo cái bài tập này mình đã hiểu là như này. Tức là đội sẽ chia làm 5 nhóm mặc áo bíp khác nhau, và cứ hai đội chia đối kháng thi đấu với nhau thì sẽ có một đội đứng ra ngoài để nghỉ ngơi. Đó, đây là Quang Hải, người đang trong quá trình tìm lại phong độ của mình. Dưới màu áo của bộ công Hà Nội thì thực tế là Quang Hải cũng đã thi đấu khá là tốt, nhưng mà chưa có được những cái bàn thắng quen thuộc của mình. Quang Hải mới có được một bàn thắng từ chấm đá phạt 11m. Các bàn thắng khác đến với câu lạc bộ Hà Nội thì cũng rất nhiều dấu ấn của Quang Hải từ những pha kiến tạo. Nhưng mà đó là điều mà người hâm mộ vẫn đang cảm thấy thiếu, khi mà Quang Hải cũng là một cầu thủ rất có duyên ghi bàn khi còn khoác áo câu lạc bộ Hà Nội FC. Hy vọng rằng là trong khoảng thời gian sắp tới thì Quang Hải sẽ lấy lại được cái cảm giác ghi bàn của mình. Chân sút Quang Hải là một cái gì đó quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam rồi. Hữu Sơn cũng là một cầu thủ rất có nỗ lực trong quá trình V-League 2023, thì Hữu Sơn là một cầu thủ không thể thiếu trong màu áo của rất nhiều câu lạc bộ rồi, câu lạc bộ Hải Phòng. Trước đó thì mình ấn tượng với Hữu Sơn khi còn khoác áo câu lạc bộ Sài Gòn FC. Hữu Sơn trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội T&T, đã từng cùng các lứa cầu thủ như Duy Mạnh, Đức Huy, Quang Hải, rất nhiều cầu thủ. Hữu Sơn là cầu thủ đa năng, chơi được cả tiền đạo, chơi được cả tiền vệ cánh, thủ công nữa. Và huấn luyện viên Philippe Chuillier lần này cũng đã nhìn ra Hữu Sơn. Lúc này thì trên sân, nếu nói đúng ra ở đội tuyển Việt Nam lúc này thì
rất ít cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đấy thì nhóm cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ Công an Hà Nội, Viettel hay là Hải Phòng là tương đối nhiều. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có sự góp mặt của Tuấn Anh, sự góp mặt của Thanh Bình, Văn Thanh, Hồng Duy là những cầu thủ không được triệu tập, cầu thủ rất quen mặt thuộc tên của đội tuyển Việt Nam trước đây đã không được triệu tập. Trong khi đó thì câu lạc bộ Hà Nội các bạn thấy có rất nhiều các cầu thủ đóng góp: Duy Mạnh, Hùng Dũng, Văn Quyết, Tuấn Hải. Công an Hà Nội cũng vậy: Quang Hải, Hồ Tuấn Tài. Rồi Viettel có Hoàng Đức, Đức Chiến, Bùi Tiến Dũng, Văn Hào. Một số cầu thủ thuộc nhiều các câu lạc bộ khác nữa, ví dụ như Bình Định có Đặng Văn Lâm. Hôm nay thì cầu thủ An Khánh, cầu thủ Việt Kiều của chúng ta ngồi trên khán đài và không thể tập luyện, có thể do những vấn đề liên quan đến sức khỏe. An Khánh cũng đã vừa có những chia sẻ với báo giới về việc vinh dự được khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam và khác biệt rất lớn của đội tuyển U23 Việt Nam với các cầu thủ trẻ tại Cộng hòa Séc, xin lỗi các bạn, tại Ukraine. Philip Chuze liên tục có những pha dừng buổi tập để nhắc nhở. Rõ ràng lúc này thì với việc đông đảo cầu thủ như thế này có mặt ở trên sân thì huấn luyện viên Philip Chuze cũng phải quan sát rất kỹ để soi dò các cầu thủ. Theo mình được biết thì huấn luyện viên Philip Chuze chia thành một số nhóm các trợ lý và quan sát từng cử chỉ, từng hành động của các cầu thủ, xem họ tập luyện như thế nào. Nhóm áo vàng có sự góp mặt của nhiều cầu thủ U23 Việt Nam. Những bài tập bắt đầu được đẩy đến cao, huấn luyện viên Philip Chuze đang yêu cầu bài tập được đẩy tốc độ nhanh hơn và thay vì các cầu thủ chuyền bóng thì những đối thủ sẽ phải ập vào để bắt bóng, để vây bóng và để chiếm lại bóng với vòng ngoài. Các bạn thấy là ở những ai làm chuyên môn các bạn thấy là đội sẽ chia làm hai vòng, vòng tròn ngoài thì chuyền nhau khá là dễ dàng bởi vì cầu thủ sẽ không tranh bóng ở khu vực vòng ngoài, nhưng khi bóng được đẩy vào khu vực vòng bên trong thì cầu thủ đối phương sẽ ập vào để lấy bóng bằng được. Duy Mạnh, Tiến Linh. Tiến Linh lúc này thì vẫn đang là một trong những tiền đạo hay của bóng đá Việt Nam. Rất khó có thể thay thế Tiến Linh, một cầu thủ có thể dứt điểm một cách rất đa năng và làm tường rất là tốt. Từ chơi đầu cho đến là xử lý bóng bằng chân, Tiến Linh cũng đều cho thấy khả năng của mình. Bùi Tiến Dũng. Cả đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam lúc này thì sẽ tập luyện tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ăn ở tại đây. Riêng đội tuyển U23 Việt Nam thì sẽ có 3 trận đấu tại Phú Thọ và trước mỗi trận đấu thì họ sẽ di chuyển đến Phú Thọ để nghỉ ngơi, tập luyện ở đó một đêm. Sau đó là ngày hôm sau sẽ di chuyển ra sân bóng để thi đấu luôn. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam theo mình được biết thì sẽ di chuyển xuống Nam Định trước khi mà đội thi đấu với Palestine khoảng 3 ngày. Sau đó sẽ có một số những buổi tập tại đây. Bài tập được đẩy lên rất cao. Văn Quyết đang trong màu áo và vừa rồi Văn Quyết có một đường chuyền không thành công. Văn Quyết đang trong nhóm áo xanh. Huấn luyện viên Philip Chuze đang yêu cầu cầu thủ chuyền đơn giản và ai mà dễ thì sẽ chuyền, không chuyền phức tạp. Bạn thấy là khi mà bóng vào vòng trong thì đối phương sẽ tranh bóng rất rát và đầy lấy lại bóng. Huấn luyện viên Philip Chuze thì thường xuyên sử dụng cái sơ đồ đội hình 3-4-3
Về mặt sơ đồ thì khá giống với huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên cách vận hành thì tương đối khác, khi mà ông yêu cầu cầu thủ di chuyển và hoán đổi vị trí rất là nhiều, đặc biệt là các hậu vệ. Cách truyền, cách vận hành của huấn luyện viên Philippe Chuzier cũng yêu cầu thủ môn chơi chân rất kỹ. Những thủ môn nào có lợi thế về chơi chân sẽ là những cầu thủ ghi điểm, những thủ môn ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Philippe Chuzier. Và điều này thì trong các cầu thủ môn lúc này đang được triệu tập lên tuyển thì các bạn thấy là có Văn Lâm, Văn Phong là những thủ môn mà huấn luyện viên Philippe Chuzier đang trao niềm tin. Thực ra với thủ môn Việt Nam có nhiều thủ môn chơi chân hay lắm, ví dụ như Nguyên Mạnh hay là Huỳnh Tuấn Linh cũng là thủ môn chơi chân rất là hay. Lúc này thì nổi lên có cả Philip Nguyễn nữa, người cũng đã trong quá trình nhập tịch cũng là thủ môn chơi chân và tư duy khá toàn diện. Có Philip Nguyễn trong tay thì rõ ràng đội bóng có thêm một tiền vệ chơi bài từ phần sân nhà nữa. Đấy là một lợi thế rất lớn với những ai, với những đội bóng sở hữu những thủ môn chơi chân tốt. Hôm nay thì mình sẽ tác nghiệp trọn vẹn những khoảnh khắc mà các bạn mình nghĩ rằng cũng mong chờ, khi mà cũng rất lâu rồi chúng ta chưa được thấy buổi tập của đội tuyển. Buổi tập chúng ta được tác nghiệp 25 phút, và mình đã quay trọn vẹn lịch tập của đội tuyển thì sẽ được update và sẽ thực sự là cơ hội để chúng ta nhìn thấy các cầu thủ tập luyện bây giờ nó không có nhiều, vì huấn luyện viên Philippe Chuzier cái cách làm các bạn thấy là rất kín đáo, thậm chí là các sân tập bây giờ các bạn thấy được quây kín bởi những cái bảng để tránh những cái ánh mắt dòm ngó, không tránh khỏi việc là các đối thủ của chúng ta tại vòng loại World Cup hay là tại các giải đấu người ta sẽ cử gián điệp đến để theo dõi. Chính vì thế mà các bạn thấy là ông Chuzier có cách để che chắn, và đặc biệt với truyền thông cũng thế thôi, chúng ta sẽ được tác nghiệp khoảng thời gian đầu của tập thôi, và những lúc mà đội tập chuyên môn thậm chí là chúng ta còn không được tác nghiệp vào phút nào cơ. Vì thế mà đây sẽ là một khoảng thời gian quý báu để tôi có thể gửi đến các bạn những hình ảnh của các cầu thủ tập luyện. Thực ra qua những cái bài tập đầu tiên trong một buổi tập như thế này, chúng ta thấy là về cơ bản thì các cầu thủ cũng đang hòa nhập khá là tốt. Tuy nhiên là cũng sẽ có một vài những cái sai số ở những đường truyền hay những pha di chuyển. Đó sẽ là lúc mà các trợ lý nốt lại, làm việc lại, sau đó sẽ có những sự điều chỉnh để giúp cho các cầu thủ làm sao mà tránh được những sai số. Nhìn thì chúng ta thấy đơn giản như thế thôi, nhưng mà các bạn thấy là khi mà bước vào thi đấu có sự áp sát, rồi có những sự tâm lý, rồi rất nhiều những cái sự va chạm thì thậm chí chúng ta còn chuyền hỏng nhiều hơn cơ. Và vì thế thì từ những cái bài tập mà không có quá nhiều những cái sự va chạm, sự áp sát, chúng ta cần phải thật là chuẩn từ pha đỡ bóng cho đến những pha chuyền bóng. Sắp tới thì Văn Toàn và Công Phượng sẽ về hội quân, chắc chắn là chúng ta sẽ có thêm được những hình ảnh, hy vọng là như thế. Tháng 10 tới đây thì chúng ta cũng di chuyển đến Hàn Quốc, và mình cũng đang trong quá trình chuẩn bị cho kế hoạch đi sang Hàn Quốc cùng đội tuyển Việt Nam. Hàn Quốc cũng là địa điểm mà thực sự mình cũng rất là muốn sang, chưa bao giờ sang Hàn Quốc các bạn. Và nếu như sang Hàn Quốc lần này sẽ là lần đầu tiên của mình, sẽ hy vọng sẽ có được những hình ảnh quý giá thì gửi đến tất cả các bạn. Những đường truyền, những bài tập rất cơ bản. Rồi, có lẽ đây cũng là những hình ảnh mà mình sẽ để các bạn theo dõi cùng với cả những tiếng hiện trường để cho các bạn cảm nhận rõ hơn không khí của buổi tập. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video trên kênh Kết Trần TV. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra những video mới. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh Kết Trần TV.